Ôi chào anh em, buổi chiều mình đi thăm lúa anh em. Thì tình hình cho thấy là OM 54 51 cái vụ thu đông này rất là trúng nha các bạn. Màu lá nó cũng khá là đẹp đó các bạn. Đến ngày hôm nay là gần thu hoạch này các bạn, mà là màu lá lúa nó rất đẹp. Các bạn làm sao mà lúa cái màu như vậy là chắc chắn là sẽ đạt năng suất nha các bạn. Nhưng trên cái miếng ruộng này thì năng suất cũng tương đối là sẽ đạt năng suất ổn. Cái dàn lúa này thì cũng khoảng tầm khoảng 850 kg đến 900 kg các bạn, có 850 kg theo cái dự đoán của mình thôi, chứ nó cũng chưa biết là chính xác như thế nào. Nhưng mà do là cái chú này cũng là cặp anh mình thì chú cũng sợ cái vụ ba này nó cũng dễ đổ ngã mưa gió đó các bạn. Thì chú cũng đã rải phân bón phân cho cũng ít, cái dàn lúa thì thấp. Thì bón phân ít thì cái màu nó sẽ sáng nha các bạn. Bông thì cũng được. Lúa cũng đẹp nha các bạn. Rồi, mình cũng trở lại với cái lời khuyên cái vụ ba này nè, theo như tất cả các anh em mà chú bác đang chuẩn bị xuống cái vụ thu đông đó các bạn, thì ví dụ trên cái vùng đất mà mình đã làm ba vụ thì theo như mình đó là ở vai trò một cái người đại lý thì mình chia sẻ cái kinh nghiệm và ở cái khu vực của mình đó là mình thấy là hiện tại là bà con chúng ta nên xạ cái giống OM 5451 nha các bạn. Thì các bạn xạ giống 5451 cái vụ thu đông này thì mình thấy là thứ nhất là dễ làm. Thứ hai nữa là nhẹ cái tiền thuốc bảo vệ thực vật vì nó ít bệnh nha các bạn. Cái vụ thu đông này so với cái giống OM18 thì là nguyên cái vùng của mình thì miếng nào cũng bệnh cháy vì lá vi khuẩn, rồi tất cả các bà con nông dân đều quản lý một cách rất là vất vả nha các bạn. Kể cả cái lúa cấy nhà mình thì cũng phải quản lý là vất vả. Và mình thấy nếu bà con nông dân nếu mà làm để mình bán lúa thương phẩm thì thôi thì nên làm 5451 đi cho nó yên tâm, cho nó nhàn hạ nha các bạn. Thì chúng ta sẽ khỏi phải lo lắng nhiều, tại vì nó không cũng không có sâu bệnh nhiều. Còn ví dụ như một số cái vùng mà anh em làm hai vụ thì cũng có thể cân đối là có thể làm được OM 18 hoặc là đài thông 8 gì đó. Tại vì đất hai vụ thì có giãn cách giữa vụ này sang vụ kia thì nó sẽ nhẹ cái vi khuẩn hơn nha các bạn. Thì những cái vùng đó người ta sẽ làm là cái chi phí nó có thể là chấp nhận được. Còn trên cái vùng đất ba vụ thì chung do chúng ta làm liên tục cho nên là đất nó sẽ không có màu mỡ và nó cũng không hết cái những cái ngộ độc hữu cơ do gom rạ chúng ta để lại. Thì cái đó là trong một trong những cái nguyên nhân làm cho cái rễ lúa nó suy yếu ngay từ ban đầu và nó dễ bị vi khuẩn nấm bệnh tấn công, và chúng ta sẽ tốn kém rất nhiều cái khoản chi phí để phun thuốc bảo vệ thực vật cũng như là phòng trừ tất cả các loại sâu bệnh hại khác nha các bạn. Rồi. Rồi, chúc các bạn có một cái sự lựa chọn cho nó phù hợp trên cái vùng miền của mình để có năng suất cao và chúng ta tăng thêm thu nhập cái vụ thu đông này các bạn. Rồi, chào các bạn.